Thưa quý vị, phần tiếp theo của bom tấn Top Gun với sự tham gia của ngôi sao Tom Cruise sẽ trình diễn tại Liên hoan phim Cannes 2022. Thông tin này vừa được ban tổ chức xác nhận vào ngày 1 tháng 4 và đồng thời sự kiện tôn vinh sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên cũng sẽ diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim. Đối mặt với vô số trở ngại, bị trì hoãn nhiều lần khi quay và phát hành do Covid-19,